Gà luộc là món không thể thiếu trong những mâm cỗ cúng ngày Tết. Công đoạn chặt gà đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, sự cẩn thận và khéo léo. Cùng tham khảo cách chặt gà sau đây. Bước 1. Tách các bộ phận của con gà. Bạn hãy chuẩn bị một con dao thật sắc và to bản, cùng một chiếc thớt dày, sạch sẽ. Đầu tiên, bạn chặt phần cổ gà khỏi thân. Sau đó, tách hai cánh ra. Tiếp theo, dùng dao lách khéo để tách phần đùi ra khỏi thân gà. Bước 2. Chặt phần cổ gà. Đầu tiên, bạn chặt phần cổ thành từng miếng đều nhau. Sau đó, xếp thẳng hàng phần cổ gà đã chặt vào giữa đĩa. Bước 3. Chặt phần thân gà. Bạn dùng dao chia thân gà ra làm đôi theo dọc sống lưng. Sau đó tiếp tục chia đôi ra phần ức gà và phần lưng gà. Tiếp theo là bạn chặt phần ức gà và lưng gà thành những miếng vừa ăn rồi xếp ra đĩa. Bước 4. Chặt phần đùi gà. Chặt đùi gà thành những miếng vừa ăn. Vì phần xương của đùi gà khá cứng, bạn hãy chặt dứt khoát và gọn gàng để thịt gà không bị vụn. Bước 5. Chặt phần cánh gà. Bạn đặt dao vào khớp ở cánh gà và chặt ra làm đôi. Lưu ý, bạn có thể chặt cánh gà ra làm 3-4 miếng tùy theo độ to của cánh gà. Tương tự như vậy, bạn có thể chặt cả con gà xếp ra đĩa để bữa cơm gia đình ngày Tết thêm phần trọn vẹn hơn. Cuối cùng, để đĩa thịt gà bắt mắt hơn, bạn đừng quên rắc thêm một chút lá chanh, gia vị truyền thống không thể thiếu với món gà luộc. Như vậy là chúng ta đã có một đĩa thịt gà chặt vô cùng đẹp mắt rồi.